Xin chào. Có lẽ đây là lần đầu tiên PA Marketing và thầy Phan Anh hướng dẫn cho các anh chị một cái chủ đề mới, đó là liên quan đến Zalo. Video này sẽ hướng dẫn các anh chị tự chạy quảng cáo một chiến dịch Zalo hay còn gọi là Zalo Ads. Vâng. Thế thì công cụ Zalo hiện nay có khoảng ước tính là khoảng 70 triệu người sử dụng trên thị trường Việt Nam. Số lượng người sử dụng rất nhiều. Và Zalo cũng có rất nhiều những cái tính năng hay như là để nhắn tin, để gọi điện, sử dụng Zalo OA hay còn gọi là fanpage của Zalo, sử dụng các cái mini apps, rồi thì một số những cái tính năng tạo nhóm và chạy quảng cáo trên nền tảng Zalo. Thế thì chạy quảng cáo Zalo nó cũng có nhiều ưu điểm, thí dụ như là cái lượt tiếp cận cao, rồi thì cái thao tác quảng cáo cũng khá là đơn giản. Thế nhưng mà nhược điểm quảng cáo của Zalo khá nhiều, đó là chạy quảng cáo thì kém hiệu quả. Tôi đã chạy thử rất kém hiệu quả, tôi không biết tại sao. Đấy, thì không biết là mọi người có chạy được không, nhưng mà tôi chạy thì toàn hòa với lỗ thôi. Đấy là sự thật. Nó rất là kém, đối tượng của nó click có thật, truy cập vào web có thật, nhưng mà nó không chuyển đổi thành người mua. Không chuyển đổi, rất là kém. Tôi phải thừa nhận điều đó. Và cái quá trình xét duyệt của Zalo ấy thì nó cũng cứ mỗi một lần nó nhắc mình sai một cái ý nhỏ, mỗi một lần nó nhắc mình sai một cái ý nhỏ, rất là bực, rất là mất thời gian. Đấy, nó cũng khác với Facebook hay là khác với TikTok một chút. Ok, nhưng không sao, đây là một cái mạng xã hội được xuất phát từ nền tảng OTT, và hiện nay thì số lượng người sử dụng tại Việt Nam rất là lớn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là một cái video để hướng dẫn các anh chị tự chạy quảng cáo trên nền tảng Zalo cũng là một cái video rất là cần thiết. Vâng, để bắt đầu chạy quảng cáo Zalo thì chúng ta có thể là phải cần một tài khoản quảng cáo Zalo, Zalo Ads là chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ cần thẻ thanh toán hoặc là ví thanh toán để chúng ta nạp tiền vào Zalo. Zalo chạy quảng cáo thì chúng ta phải nạp tiền vào trước thì mới có tiền để chạy. Vâng, và chúng ta có thể phải tạo tài khoản Zalo OA trong một số loại hình mục tiêu quảng cáo thì bắt buộc và một số loại hình mục tiêu thì không bắt buộc. Chúng ta cũng có thể cần đến trang web hoặc đường link hoặc landing page, đó cũng có thể là bắt buộc hoặc là không bắt buộc. Vâng, thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ truy cập vào trình duyệt. Ok. Chúng ta sẽ vào địa chỉ là ads.zalo.me. Và thằng Zalo này nó đặt cái tên tiếng Anh, tên miền nó rất lạ, đấy là .me. .me tiếng Anh, tiếng Việt thì mình có thể nói là .mẹ cũng được. Vâng, ads.zalo.me, được chưa ạ? Hoặc là mình không nhớ thì mình search Google là Zalo Ads, được chưa ạ? Vâng, thì nó sẽ ra cái địa chỉ là ads.zalo.me. Bọn tôi biết thì bọn tôi hay đọc là .me, nhưng mà các bạn mà đọc tiếng Việt thì cứ .mẹ cho nó nhanh. Ok, đây chính là cái giao diện của Zalo Ads. Vâng, thì hiện nay Zalo Ads có khá là nhiều cái loại hình quảng cáo. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chạy quảng cáo form hay còn gọi là biểu mẫu, chạy quảng cáo tin nhắn Zalo, chạy quảng cáo website, đường link hoặc landing page, chạy quảng cáo Zalo Official Account, tức là giống như mình có thể hiểu là tăng like cho fanpage ấy. Thì thằng Zalo nó gọi là quan tâm, nó không gọi là like là thích mà nó gọi là quan tâm, trái tim. Vâng, quảng cáo video trên nền tảng Zalo, quảng cáo sản phẩm và quảng cáo bài viết OA, tức là mình sẽ đăng một bài viết trên OA và sau đó mình chạy cái bài đó. Vâng. Thế thì OA ở đây nó viết tắt của chữ Official Account, tức là mình hình dung đấy chính là trang doanh nghiệp của Zalo, hay có thể hiểu nôm na nó là chính là fanpage của Zalo. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ vào đây để mình tạo tài khoản. Vâng, mình sẽ vào đây để mình tạo tài khoản, mình đăng nhập vào đấy. Mình có thể bấm tạo quảng cáo hoặc là... Được rồi. Đấy. Thế thì nó sẽ bắt mình phải quét mã. Nó bắt mình phải quét mã để mình
có thể vào được cái tài khoản Zalo của mình. Được chưa ạ? Vâng. Đấy, thì chúng ta có thể quét mã QR, QR đấy, hay còn sử dụng cái số điện thoại. Vâng. Đấy, và mật khẩu. Đấy, thì tôi có sẵn ở đây rồi. Đấy, số điện thoại của tôi đây, 0989 623888. Vâng, đăng nhập. Đấy. Và xác thực. Tàu thuyền ok. Tàu thuyền. Rồi, những hình ảnh có tàu thuyền thì mình chọn. Vâng. Nó vẫn sẽ bắt mình phải xác thực bằng mã QR code. Thì nó sẽ bắt là xác thực bằng mã QR code. Thì để tôi sẽ lấy điện thoại tôi quét mã cho các anh chị để tôi đăng nhập vào. Đấy. Thế thì ở cái địa chỉ truy cập vào tài khoản quảng cáo thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải nạp tiền rồi đăng ký tài khoản với Zalo, đấy, điền các cái thông tin và sau đó thì chúng ta có thể tiến hành chạy quảng cáo được. Ok, đợi tôi một chút để tôi sẽ lấy điện thoại. Vâng. Và trong lúc đó thì các bạn nhìn thấy là tài khoản Zalo thì hiện nay nó cũng có một cái tính năng là Zalo Business, tức là có thể mở rộng được cái số lượng cái tin nhắn, rồi số lượng các cái danh bạ, được chưa ạ? Đây ạ, thì chúng ta sẽ vào Zalo của chúng ta lấy quét mã, chúng ta quét rồi cho phép đăng nhập. Đấy, thế chúng ta sẽ vào đây, chúng ta bấm tạo quảng cáo, được chưa ạ? Chúng ta bấm tạo quảng cáo. Thì hiện nay Zalo đang cung cấp cho chúng ta các cái mục tiêu chiến dịch như sau. Thứ nhất là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thứ hai là tăng lưu lượng người truy cập vào một cái trang đích, ví dụ như web, bài viết, đường link. Tăng số người tiếp cận. Và cái này là để chạy hiển thị đấy. Tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ. Chạy quảng cáo tin nhắn. Chạy quảng cáo tin nhắn thì nó sẽ hiển thị ở trong Zalo của chúng ta. Đấy, nó sẽ hiển thị ở trong Zalo của chúng ta như thế này. Đó, thì cái này nó chính là chạy quảng cáo tin nhắn. Chạy lượt xem video để hiển thị nhiều cái lượt xem video nhiều hơn. Nhận diện thương hiệu và các cái loại hình quảng cáo khác. Thế thì ở đây ấy, tùy thuộc vào cái mục tiêu của mình. Ví dụ như mình muốn tìm khách hàng tiềm năng thì mình chạy cái này. Mình muốn chốt đơn khách hàng trên web thì mình chạy cái này. Mình muốn tăng số người tiếp cận thì mình chọn cái này. Mình muốn chạy nhắn tin thì chọn cái này. Đấy, hoặc là mình muốn xây dựng thương hiệu, nhất là những cái nhà hàng mới hay là những cái cửa hàng mới hay những cái đơn vị mới, thì chúng ta có thể là tăng được cái lượt nhận diện thương hiệu. Đấy. Thì chúng ta chạy. Vâng. Thế thì tùy từng loại, đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn chạy nhắn tin. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn chạy nhắn tin thì chúng ta sẽ chọn bắt đầu. Đấy, đến đây thì chúng ta sẽ phải phải tạo cái danh sách tài khoản official account. Thế thì ở chỗ này, ở đây là tôi đã có cái tài khoản fanpage rồi. Xin lỗi, là tài khoản OA rồi. Đấy. Thế bây giờ các bạn có thể là gì, tạo, đúng không? Đấy. Zalo OA. Đó. Thì các bạn sẽ vào đây. Đấy, các bạn tạo một cái official account, nó viết tắt là OA. Đấy. Và các bạn tạo ví dụ như là doanh nghiệp, nội dung hoặc cơ quan nhà nước. Ví dụ như mình là doanh nghiệp thì mình sẽ chọn doanh nghiệp. Đấy. Thì mình sẽ chọn là tài khoản xác thực. Đấy. Hoặc là tài khoản phổ thông. Thì tài khoản xác thực ở đây thì là cái gì? Là mình sẽ phải xác thực với Zalo thông qua những cái đăng ký kinh doanh hoặc là những cái giấy tờ hợp lệ mà Zalo quy định. Đấy. Ví dụ như mình là trường học, mình là doanh nghiệp, mình là tổ chức, mình là cửa hàng. Thì mình có thể chọn ở đây. Mình chọn danh mục tạo Zalo OA đây. Bất động sản, công nghệ, dịch vụ, rồi giáo dục, rồi mua sắm, bán lẻ, vân vân. Đó. Tên, mình đặt tên. Có thể là tên là gì? Ví dụ như công ty PA Marketing. Đấy, giới thiệu địa chỉ doanh nghiệp. Đấy, quận, huyện, số nhà, ảnh đại diện. Ảnh đại diện thì mình sẽ
đưa ảnh logo của mình lên, ảnh sản phẩm của mình lên, ảnh bìa mình cũng đưa lên. Đấy, và sau này nó sẽ hiển thị cái trang OA như thế này, trông như thế này. Và mình sẽ phải xác thực, mình khai báo thông tin và xác thực. Và nếu như mình không xác thực thì trong vòng 7 ngày đó thì Zalo nó sẽ xóa của mình luôn. Nó sẽ không cho mình hiển thị cái OA đó. Còn mình xác thực thì mình sẽ sử dụng được. Thế xác thực thì mình dùng cái gì tùy, ví dụ như doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh cá thể thì mình sẽ xác thực theo cái hướng dẫn của Zalo. Đây, ví dụ như tôi có công ty đây nhá, tôi sẽ tạo ra các bạn xem. Công ty của tôi là công ty giáo dục này. PA Marketing, ok. Đấy, công ty đào tạo và tư vấn triển khai kinh doanh online quảng cáo trực tuyến, livestream bán hàng, vân vân. Đó, được chưa ạ? Chọn tỉnh thành Hà Nội, chọn quận huyện. Tôi ở quận Nam Từ Liêm. Vâng, ok. Địa chỉ, vâng, số 1 đường ABC. À, cái này thì cho phép tôi bảo mật một tí. À, hình ảnh. Vâng, hình ảnh thì mình sẽ chọn cái ảnh lên. À, ảnh đại diện. Mình chọn một cái bất kỳ nhé. Vâng. Đây, ví dụ thôi. Được chưa? Lấy một cái ảnh lên cho nó được việc đi đã. Đó. Đó. Sau đó thì mình bấm tạo ra đây. Đấy, và sau đó thì mình cần phải xác thực. Đấy, mình cần phải khai báo và xác thực. Được chưa? Để tôi làm mẫu cho mọi người. Thế khi mọi người xác thực xong thì mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ ra cái này. Đấy, đây là cái một cái con tài khoản OA tôi đã làm cho khách hàng. Đấy, thì mình đang chọn chạy quảng cáo tin nhắn. Vâng. Thế thì quảng cáo của Zalo nó khá là dễ, nó khá là dễ. À, các bạn nhìn thấy đây là số tiền mà tôi đang còn trong tài khoản là khoảng 2 triệu 260 nghìn. À, trước đây thì tôi cũng nạp 5 triệu vào nhưng mà tôi chạy không hiệu quả nên tôi vẫn để đấy. À, vâng. Và thằng Zalo ấy, thì trong 6 tháng nếu mà bạn không chạy quảng cáo thì nó sẽ thu phí 50 nghìn cái phí dịch vụ. À, đây là một điều mà tôi rất là ghét, rất là bực mình ở cái thằng Zalo này. À, mình có tiền thì mình chạy nhưng mà nó không hiệu quả, nhưng mà nếu mà không chạy thì nó cũng bòn rút của mình. Vâng. Nói chung là hướng dẫn cho mọi người thôi nhưng bản thân tôi thì không đánh giá cao công cụ này. Ít nhất là nhiều năm nay tôi đã sử dụng và tôi thấy nó đều không 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 hiệu quả. Nhưng mà chạy, nếu mà để chạy hiển thị một chút thì tôi nghĩ cũng được. Ok. À, về địa điểm. Vâng, về địa điểm thì ở đây chúng ta cũng có là các cái nhóm đối tượng tùy chỉnh, nhóm đối tượng lấy từ số điện thoại. Đấy, hoặc là nhóm đối tượng mới. Thế thì đây là nhóm đối tượng mới đây. Đấy, miền Bắc, đúng không? Mình có thể chọn được từng tỉnh. Trong từng tỉnh mình có thể chọn được một số huyện. Đấy, cấp huyện là cấp mà thấp nhất mà mình có thể chọn được trên Zalo. Đó. Ok. Mình có thể chọn nhiều huyện trong một tỉnh, mình có thể chọn nhiều tỉnh trong một miền, mình có thể chọn cả nước nếu mình muốn. Được chưa ạ? Ví dụ, vâng, tôi sẽ chọn ở Hà Nội. Đó. Đấy, ví dụ như thế này thì có nghĩa là tôi đang chọn tất cả Hà Nội. Ví dụ như bây giờ tôi lại muốn là không muốn chạy ở một cái huyện nào đó như là Sóc Sơn đi, Thanh Oai, Thanh Trì đi, tôi giả sử thôi ạ. Đấy, tôi tắt đi. Đấy, thì nó còn là Hà Nội và những huyện như thế. Đấy, về tuổi, giới tính thì chúng ta thấy rằng là có thể chọn được nam hoặc nữ. Đấy, hoặc cả hai. Ok. Tuổi thì chúng ta có khung tuổi dưới 18, dưới 25, 34, rồi thì 45, 54 trên. Đấy, nó chia như thế này. Thế thì chúng ta sẽ chọn theo khách hàng của chúng ta. Ví dụ như bạn bán đồ thời trang công sở nữ trẻ thì bạn chọn 18, 24, 25, 34, 35, 44 là ok.
Đấy. Thế còn nếu mà bạn chạy tuyển sinh đại học thì bạn chọn 18, 24, thậm chí dưới 18. Đấy. Còn nếu mà bạn chọn bán khoa học kinh doanh online của thầy Phan Anh thì bạn chọn đấy, 18, 24 và 25, 34. Đấy. Nhóm 35, 44 thì cũng có nhưng mà không đáng kể. Đấy. Nền tảng thì có Android, iOS và PC, máy tính. Ví dụ như đây tôi đang chơi Zalo như này là chơi trên máy tính. Đấy, iOS thì là tôi đang dùng điện thoại di động của tôi. Đó. Đấy, ok được chưa ạ? Thì mình có thể chọn theo ý mình để làm gì? Để mình tối ưu quảng cáo. Thì Zalo thì nó chọn cũng rất là ít thế thôi. Đấy, cũng có nhân khẩu. Cũng nhân khẩu thì có tình trạng hôn nhân này, độc thân đã kết hôn này, nghề nghiệp này. Đấy, còn không biết là bằng cách nào thì Zalo lại có được những nghề nghiệp này, có thể là họ dựa trên số điện thoại, họ dựa trên những cái thông tin đăng hoặc thu thập. Đấy, thu nhập, trình độ học vấn, con cái, vâng, cũng bắt chước của Facebook một chút. Sở thích, vâng. Đấy, có sở thích về sức khỏe, về thời trang, làm đẹp, mua sắm, giải trí, công nghệ, di chuyển, gia đình, thể thao, fitness. Sở thích hoạt động ẩm thực, nhà cửa, nội ngoại thất, tài chính kinh doanh, giáo dục, bất động sản, ABC, papap đấy, rất nhiều. Thế thì sản phẩm của mình là gì thì mình sẽ chọn sở thích tương ứng. Thí dụ như là mình bán nhà hàng thì mình chọn sở thích ẩm thực, cà phê ẩm thực. Được chưa ạ? Rồi, đây mình chọn đây. Cà phê mình chọn đồ uống. Còn nhà hàng thì mình chọn đồ ăn. Đấy. Tài chính, đúng không? Dịch vụ tài chính hoặc kinh doanh. Ok nhá. Ngân sách thì chúng ta có ngân sách là mỗi ngày và toàn lịch chạy. Xin lỗi. Cũng bắt chước của Facebook, tức là ngân sách trọn đời và ngân sách hàng ngày đây. Thế thì mình chọn ngân sách toàn lịch chạy. Đấy, thì là số lượng ngày. Đấy, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 2023 đúng không? Rất mới. Đấy, thì mình chạy ngày mùng 10, 11, 12. 11, 12. Như vậy là 3 ngày. Nó tính đến 24 giờ. Bây giờ mình đặt là 16 giờ thì nó vẫn tính là ngày hôm nay. Nó không giấy Facebook. Facebook nó tính 24 giờ tiếp theo. Đấy, nếu không ấy thì mình để ngày mai mình hãy chạy. Buổi sáng sớm mai mình chạy thì mình sẽ đặt từ ngày hôm mai đến đến ngày 10 14. Thì nó sẽ có tất cả là 3 ngày hay 4 ngày thì do mình chọn. Ok. Ngân sách của Zalo nó quy định là 200.000 một ngày tối thiểu. 200.000 một ngày là tối thiểu. Thế nên là mình nhân với số ngày nhá. Chứ còn vì sao nó quy định là 200.000 thì hỏi nó để biết, chứ còn thầy thì cũng không trả lời được. Đấy. Và mình chạy quảng cáo, đây là được tính tiền theo lượt nhấn và quảng cáo, CPC đấy. Thì ở đây mình sẽ phải đặt 600.000. Đó. Bởi vì 3 ngày mỗi ngày là 200.000. Nhắc lại này, ngân sách quảng cáo của Zalo là 200.000 mỗi ngày. Đấy. Và mình đang chọn đối tượng này là đối tượng mới. Thế còn đối tượng mình có thể chọn là nhập từ danh sách số điện thoại lên. Đấy, ví dụ như thế, mình tải ở đây tối thiểu 1.000 số điện thoại mình đưa lên. Được chưa? Đấy. Thế sau đó thì nó sẽ quét Zalo. Thì thực ra nếu mà chạy bằng cái tối nhóm đối tượng từ danh sách điện thoại này là rất tốt, cực kỳ tốt luôn. Bởi vì là cái số điện thoại nó đã sàng lọc rất nhiều cho mình rất nhiều thứ rồi. Nha, nếu như mình có chẳng hạn ví dụ như là 10.000 khách mua nhà Vinhome, 5.000 khách mua xe Honda, ô tô. Đấy, hay là 10.000 khách hạng thương gia của Vietnam Airlines. Đây tôi nói thí dụ thôi. Chứ còn dữ liệu đấy mình kiếm không dễ nhá. Dữ liệu đấy mà dữ liệu chuẩn, dữ liệu mới kiếm không dễ.
mình tải tệp tin lên, mình quét, sau mình đặt tên là mình có thể chạy đến đối tượng đấy. Ok, tiếp tục. Giá thầu thì mình có thể đặt giá tối đây, đặt giá thầu đây thì nó cho giá quy định tối thiểu là 3.000 một lượt nhấp. Vậy thì của mình có chạy 600.000 thì mình chỉ để vào đấy 200 lượt nhấp thôi. Đấy, 600.000. Hoặc không thì mình đặt chế độ tổng ngân sách, hệ thống nó sẽ tự tối ưu cho mình. Cái này chính là giá thầu tự động. Mình có thể hiểu nôm na như vậy là giá thầu tự động. Đây là tối thiểu nhé, còn không mình đặt 6 triệu cũng ok mà. Rồi. Đấy, bây giờ mình chọn kịch bản tin nhắn. Mình chọn kịch bản tin nhắn. Đấy, ví dụ như là mình đây, mình có thể tạo tin nhắn văn bản, tin nhắn kèm hình ảnh. Nhận thông tin, gọi hotline vân vân. Đặt lịch hẹn, đặt lịch khám vân vân. Đấy, thì Zalo cũng đưa cho mình đặt hàng tham khảo sản phẩm, đưa cho mình một số cái lựa chọn. Lời mời ứng tuyển đấy là chạy quảng cáo tuyển dụng nhân sự. Ok. Đấy, cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của công ty PA Marketing. Thì mình có thể sửa vào đây. Vâng. Ok. Đấy. Chúng tôi sẽ giúp bạn kiếm tiền chạy quảng cáo, live stream vân vân, ví dụ thế. Vâng. Đấy, để lại số điện thoại, hotline thì mình nhập số của mình vào 0989 62388. Đấy. Thế thì ví dụ nó bấm vào đây nó sẽ gọi cho mình, còn nó để lại số và nó bảo là muốn được tư vấn thêm. Đấy, thì như vậy khi mà chạy quảng cáo nó nhấp vào cái nút này nó sẽ ra một cái tin nhắn như thế này. Đấy, cũng khá là ok. Đây là tin nhắn nhá, đây là tin nhắn. Thế còn mẫu quảng cáo đây, mẫu quảng cáo thì nó sẽ trông như thế này. Tên của OA, tên của OA bắt buộc phải có OA nhá, OA đã được xác minh, công ty PA Marketing, công ty XYZ. Đấy, xong chọn ảnh thì mình chỉ được chọn một sản phẩm thôi, một ảnh thôi. Đấy, và ảnh của mình là tôi phải là ảnh ngang. Kích thước tối thiểu là 1024 x 533. Nó sẽ crop cho mình. Đây, tôi đã làm kích thước chuẩn đây. Đấy, thì đưa lên đây nó vào, chúng ta nhìn thấy đúng chưa ạ? Đấy, thì mình phải đưa đúng kích thước chuẩn thì nó mới sẽ nhìn được cái text nó nằm trong đây. Đấy, xong bắt đầu mình viết chú thích. À, công ty PA Marketing là công ty tư vấn triển khai các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, tăng doanh số. Ok, đấy, ví dụ như thế. Mô tả công ty trách nhiệm hữu hạn PA Marketing Việt Nam, công ty trách nhiệm hết hạn đấy. Cái ảnh này nhá, thì chúng ta nhớ lưu ý là làm ảnh kích thước 1024 nhân 533, đấy là mức tối thiểu, và dung lượng thì tối đa là 2 MB. Đấy, và chúng ta thiết kế hình ảnh làm sao cho hợp lý. Đấy, thông tin. Đấy, thông tin ví dụ như là trung tâm, công ty đào tạo Digital Marketing hàng đầu Việt Nam. Vâng, vì chúng ta đứng có một hàng thôi, cùng xếp một hàng, hàng ngang. Đây, cái quảng cáo của chúng ta trên Zalo nó sẽ trông như thế này. Nó sẽ có tên của OA. Đấy, nó có chữ được tài trợ. Nó sẽ có ảnh, và chỉ có một ảnh thôi. Có đoạn chú thích và có nút chat ngay. Bấm vào cái nút này thì nó sẽ ra chính cái đoạn hội thoại này. Đó.
Thì cái hội thoại này mình cũng có thể là đưa đường link website vào mình xem nó có cho không. Rồi. Ok. Đấy, đến đây thì mình có thể là chọn giấy phép. Đấy, ví dụ như là tùy từng nhóm ngành. Đấy, ảnh ảnh mình lấy ở đâu thì mình cũng gửi phải thông báo cho nó. Mình dán link vào, ví dụ ảnh này là mình thiết kế, ảnh là web của mình. Mình dán link vào. Đấy, mình dán link vào thì nó sẽ kiểm tra. Đấy, mình có thể chọn ngành hàng ở đây, ví dụ như là một số những ngành hàng cụ thể để nó hướng dẫn mình cái cách để mình cung cấp cái giấy phép quản lý quảng cáo. Đấy. Và sau đó thì mình có thể hủy này, lưu và duyệt. Mình gửi duyệt quảng cáo thì Zalo thường nó sẽ một vài phút nó sẽ trả lời ngay và thường chúng ta có rất nhiều lỗi. Nó sẽ không phê duyệt. Nó sẽ không phê duyệt quảng cáo và nó sẽ yêu cầu chúng ta chỉnh sửa. Đấy, ví dụ như viết in hoa tùy tiện hay là hình ảnh không đẹp hay là thông điệp sai hay là không được cái này không được cái kia. Nó rất nhiều nhưng mà thằng Zalo này nó rất là dở cái chỗ là cứ mỗi một lần nó lại xón cho một cái, mỗi một lần nó lại xón cho một cái. Chứ nó không nói rằng là mình có 10 cái lỗi như này sửa luôn một loạt đi. Mình sửa xong một cái lỗi này thì nó lại xin lỗi cả tài khoản quảng cáo của bạn không được phê duyệt ABC. Sau đó nó lại cho mình có một cái lỗi này kia. Thế xong mình sửa xong nó lại xón ra một cái lỗi nữa. À, cho đến khi hết thì nhiều lúc mình cũng hơi mất thời gian với nó một chút. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều mình quen ấy thì mình cũng sẽ biết được cái việc đấy. À, như tôi thì tôi cũng chưa quen lắm nên là tôi thấy là nhiều lúc cũng không biết được hoặc là trong landing page nó cũng kiểm tra. À, trong landing page mà ví dụ như mình viết là mình là hàng đầu Việt Nam nó cũng kiểm duyệt nó không cho chạy. À, nó tương đối là kỹ. Đó, vừa người vừa máy nó làm rất là kỹ thì cái đấy nó hơi mất thời gian nên các bạn cũng cần phải lưu ý nghiên cứu cái chính sách quảng cáo của Zalo. Đấy, và đến đây thì chúng ta sẽ bấm chạy và quảng cáo sẽ chạy. Đấy, thì cái đánh giá chiến dịch quảng cáo của Zalo thì nó cũng đơn giản lắm, nó chỉ báo là chạy tiếp cận được bao nhiêu lượt rồi thì đây cho các bạn xem. Đấy, cái tài khoản quảng cáo này tôi làm lâu rồi. Cái này phải chọn ngày tháng thì mới ra được cái kết quả. Lâu lắm rồi. Nên là không 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 rõ nữa. Vâng, lâu rồi tôi không chạy. Ok. Rồi, thế thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp là phần nạp tiền. Nạp tiền vào tài khoản của Zalo thì cũng khá là dễ. Đấy, có rất nhiều công công cụ và phương phương tiện để làm. Đấy, chúng ta có thể nạp bằng thẻ Visa, Master, JCB, thẻ ATM nội địa, Internet banking của các ngân hàng, ví Zalo Pay, mã voucher hoặc chuyển khoản. Thì nói chung là bằng tiếng Việt và cách làm rất là dễ. Đấy, ví dụ đây, ví dụ như mình chuyển khoản đi. Đấy. Đấy. Có xuất hóa đơn hay không xuất hóa đơn. Đây, tên đơn vị đây. Nó sẽ xuất cho mình. Thế mình chuyển khoản, mình xác nhận chuyển bao nhiêu tiền đấy. Sau nó sẽ có một cái câu lệnh, cái mình sẽ nạp đây thì bây giờ mình phải ghi cái đoạn này vào. Đấy, mình gửi cái mã này thế này nó sẽ ghi nhận tiền vào cái tài khoản này của mình đó và đây là mình đang nạp qua một agency mà Zalo nó gán. Ok, vâng, thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái hình thức chạy. Hình thức chạy đấy là chạy cái chiến dịch tin nhắn. Thế còn ngoài ra thì nó cũng có những cái chiến dịch khác như là lưu lượng hay là số người tiếp cận thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm trong các video tiếp theo sau này. Vâng. Và nếu các bạn
cần trợ giúp về quảng cáo, về bán hàng, về livestream, về lập kế hoạch kinh doanh, về kinh doanh online, vâng, thì các bạn có thể liên hệ với tôi là giảng viên đại học Nguyễn Phan Anh, chuyên gia về digital marketing từ năm 2008 đến nay, và chúng tôi sẽ tư vấn này, hoặc là đào tạo này, hoặc là coaching, hoặc là chạy quảng cáo thuê, hoặc là viết các kế hoạch cho mọi người để hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào.